hàng tấn sắt nằm ngổn ngang giữa đường, nhiều khung sắt bị bung mối hàn, ốc vít cố định trụ sắt bị rơi ra ngoài. Một phụ nữ đi xe gắn máy đã kịp thắng lại và thoát chết trong gang tấc. Đây cũng lo lắng chứ, cũng sợ chứ. Nếu mà đi mình có xe em thì cũng nguy hiểm ơi. Đi bộ đi cũng né được, chạy xe sao né. Tự nhiên như vậy mình làm cái rầm xuống mà nên là không có người, nếu có người thì rồi sao? Đón xuân Mậu Tuất năm nay, tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, có rất nhiều tuyến đường được thiết kế cổng chào đèn hoa. Hai trụ sắt cao khoảng 15m được dựng lên hai bên đường. Phần đế trụ sắt được cố định bằng 4 ốc vít xuống đường. Một trụ sắt dài khoảng 50m bắc ngang qua đường, phía dưới trang trí đèn hoa chúc mừng năm mới. Điều đáng nói, mặc dù công trình này đã đưa vào sử dụng, đã lắp đặt hệ thống đèn trang trí, nhưng vẫn chưa được nghiệm thu, mà lý do được đưa ra là các ngành chức năng phối hợp chưa có thời gian để nghiệm thu. Chưa nghiệm thu có nghĩa là những cổng đèn hoa này cứ lơ lửng treo trên đầu người đi đường hàng ngày. Những ngày qua, cư dân mạng đã xôn xao về hình ảnh trang trí đón chào năm mới ở thành phố Cần Thơ cũng với hình thức đèn hoa. Đẹp hay xấu, hay một ai đó thể hiện liên tưởng giống một hình ảnh nào đó theo cách nhìn cá nhân của mình. Nhưng vấn đề quan trọng nhất vẫn là sự an toàn của những công trình đèn hoa. Không chỉ là hàng tấn sắt nặng có thể đè chết người, mà cả hệ thống điện cũng có thể gây nguy hiểm cho những người qua lại nếu như công trình này không vững chãi.